Ngày mai anh lên đường, nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Thành Trúc là khúc hát chia xa nhưng không bi lụy. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, người về nhụy hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Có lẽ vì thế mà mọi thế hệ người yêu nhạc đều luôn tìm thấy sức trẻ, tình yêu cuộc sống và ý chí của tuổi thanh xuân trong ca khúc này. Màn đêm buông trên đường, hàng mẹ lung linh anh về. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Gửi lại em yêu dấu, các khoảng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu ra sao là vàng. Anh ơi em xa anh vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xanh ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng. Gửi tình lên biên giới có quãng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, người về lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, người về nhụy hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Màn đêm buông trên đường, hàng mẹ lung linh anh về. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Gửi lại em yêu dấu, các khoảng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu ra sao là vàng. Anh ơi em xa anh vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xanh ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng. Gửi tình lên biên giới có quãng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, người về lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, người về nhụy hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Anh ơi em lại đón anh về. Chiến thắng cái đàn cùng hát với chúng tôi.
đàn gáy, đàn này cùng ta vẫn lên bài tình ca. Ai đàn guitar tiếng vọng gần xa, khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe thiết tha bao dáng hình. Từ đồng quê bát ngát ăn giữa cao tre mát đêm nướng cây cầu, nơi đời chúng ta nở rộ tình yêu ban đầu. Chia tay nhau lên đường chiến đấu, bao người yêu dấu tiếng bước chân, nhớ bao tấm lòng chiếc hôn thắm nồng, để lại bao nỗi nhớ mênh mông. Xa nhau kề gần mãi mãi, đã để cùng ta hát vang địa khúc tình ca. Cùng ta cất lên bài tình ca.
Tuyệt vời quá. Và ngày hôm nay thì cháu này đứng mũi chịu sào, bởi vậy là cháu đứng để cháu đọc luôn. Nhưng mà trước khi cháu đọc, quý vị đừng quên dành lại cho cháu một tràng vỗ tay đi ạ. Thôi phục bán quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị, cháu xin được ủy quyền của cô chú cho cháu đọc bài thơ này. Một bài thơ nói về tâm trạng của những người con, đó là tâm trạng của những cha mẹ hy sinh vất vả vì các con. Cha mẹ chịu khổ đã nhiều, đói cơm thiêu áo để chiều các con. Cho dù thân mẹ gầy còm, vì con cha đã héo mòn tuổi xuân, bao nhiêu khó nhọc gian truân, ghé vai cha gánh ngàn cân cuộc đời. Nắng hè để nắng lưng phơi, chân trần lạnh cấm dưới trời rét đông. Cả ngày công việc chất chồng, việc nhà chú bác cha không quản gì, nuôi con mẹ dạy từng ly, mẹ nâng những bước con đi đầu đời, chăm từng giấc ngủ con ơi, cho con được sống dưới trời tự do. Bù đầu công việc mẹ lo, thấy con khôn lớn mẹ cho rất nhiều. Về nhìn bóng mẹ liêu xiêu, chúng con thương mẹ bao nhiêu chẳng thừa. Cha con dãi nắng dầm mưa, cuộc sống còn khổ vẫn chưa thoát nghèo. Làm ra mẹ đã nhăn nheo, là bao vất vả bám theo mẹ rồi. Ai ơi, ai còn cha mẹ trên đời, chăm sóc cha mẹ được cười được vui. Xin mọi người chớ đừng quên, đó hoa tươi thắm 20 tháng 10. Con đi qua khắp mọi miền, mẹ là cô giáo đầu tiên của mình. Quý vị vô tay thật lớn để chúc mừng nha. Xin chào quý vị. Và đây là bài thơ mới đọc lần đầu tiên thôi. Nếu mà hy vọng rằng là 10 năm sau mà cô có bài thơ tiếp theo là mình hiện này cưới ạ, cháu sẽ ngâm mà bài thơ này thành thơ luôn, không phải đọc như này nữa. Xin cảm ơn cô chú ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Chúc mừng ạ. Kỷ niệm 40 năm ngày cưới của vợ chồng chúng tôi.
hay nói nhau cách nói của các bạn MC thời 4.0 là ngày hai chúng tôi về chung một mái nhà. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được thay mặt toàn thể gia đình xin gửi tới tất cả các quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể các quý vị, 40 năm một chặng đường quả thật không phải là ngắn ngủi. Một chặng đường được trải qua bao nhiêu một gian truân, 40 năm một chặng đường của một nửa đời người. Kính thưa các quý vị, thành thật mà nói, đến giờ phút này mình cũng phải tạm thời mãn nguyện với bản thân, mãn nguyện với gia đình mà mình đang sống. Bởi vì giờ đây các con đã trưởng thành, con trai thì đã lấy vợ, con gái thì đã gả chồng, các con được học hành đầy đủ, bố mẹ đã đặng dự định hướng cho các con đầy đủ hành trang để vào đời, đặt dựng kinh tế cho thế hệ mai sau. Vậy là mình tự mãn nguyện rồi, so với điều kiện của riêng mình. Và từ đây vợ chồng chúng tôi xin hứa với tất cả các quý vị tại khán phòng, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nguyện dắt tay nhau đi nốt cuối đoạn đường còn lại của cuộc đời. 40 năm vâng đã trôi qua, biết bao nhiêu kỷ niệm. Kính thưa tất cả các quý vị, niềm vui rất nhiều nhưng nỗi buồn không phải là không có. Thực lòng mà nói, không có lúc vợ chồng cơm ngọt canh lành. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm 40 năm, tôi xin phép kể cho tất cả các quý vị nghe một kỷ niệm trong ngày cưới 40 năm về trước, trong muôn vàn kỷ niệm của cuộc đời đã theo tôi trong gần 40 năm. Năm ấy 1981, một chàng thanh niên 20 tuổi đời và 2 năm trong quân rất làng nghề. Bây giờ thì nam nữ chạy máy giấy xeo, nhưng ngày xưa thủ công mà, nên chỉ có nữ mới chạy được tàu xeo thôi. Đấy. Thế cho nên là bố mẹ quyết định là lấy vợ. Lúc đó thì đã ăn hỏi được mấy tháng rồi, nhưng ở đơn vị thì chưa xin được phép để về làm đám cưới. May sao lúc đó ở đơn vị tôi là người có máu văn nghệ sĩ, tiểu đoàn thì có 200-300 người, nhưng chọn được 2 người vào đội văn nghệ của trung đoàn, lúc ấy gọi là đội tuyên văn của trung đoàn, học tập dàn dựng chương trình văn nghệ để đi hội diễn văn nghệ quần chúng cấp sư đoàn, thời gian khoảng từ 2-3 tháng. Thế là cơ hội đến. Đội văn nghệ thiếu nhạc cụ biểu diễn, tôi xung phong về mua cho đơn vị một cây đàn guitar. Lúc đó năm 1981 thì Hà Nội mới có cơ sở sản xuất đàn chứ Lạng Sơn và kể cả Bắc Ninh cũng chưa từng có. Thế là đơn vị cho phép tranh thủ 7 ngày thống nhất hai gia đình. Vậy là trong 5 ngày tổ chức xong vẹn toàn đám cưới, 2 ngày sau lại một ba lô cây súng trên vai, một cây đàn trên vai và trở về đơn vị tiếp tục công tác. Nhưng đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất tôi kể đây là trong ngày cưới. Ngày hôm đó tại hội trường lúc liên hoan văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, không hiểu sao mà mình vô mạnh dạn thế, ôm một cái đàn guitar hát một bài hát tặng tất cả hội trường và hai họ. Đặc biệt là bài hát này rất ý nghĩa của ngày hôm đó nên tôi cũng tặng luôn cả cô dâu. Bài hát được mang tên Ngày Mai Anh Lên Đường, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc. Hôm nay đây tại hội trường kỷ niệm 40 năm này, tôi rất hạnh phúc và xin phép đọc lời ca của bài hát. Và nếu có dàn nhạc, tôi sẽ xin hát tặng tất cả các quý vị bài hát này để làm kỷ niệm 40 năm ngày cưới 1981 và 1921. Ngày mai anh lên đường, mặt đêm buông trên đường,
hàng me lung linh ánh đèn. Đêm nay đi bên em ra lòng thành phố thân thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu với khoảng trời thành phố lung linh. Và vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù, dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xôn xao lá vàng. Em ơi, anh xa em nhưng lòng gần mãi bên em. Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng, gửi tình lên biên giới có khoảng trời và thành phố lung linh. Và bên anh có bao người bạn thân tâm tình, như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn. Ngày về nhìn hoa thương, anh ơi em lại đón anh về. Em ơi em lại đón anh về. Hãy subscribe.
màn đêm buông trên đường, hàng mẹ lung linh anh về. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, gửi lại em yêu dấu các khoảng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xưa sao là vàng. Anh ơi em xa anh vẫn gần thành phố thân thương.